Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em bảng USDT ra tiền Việt Nam đồng ở trên Binance P2P. Thì đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu về giao dịch P2P là gì. P2P có nghĩa là cái giao dịch giữa hai người dùng. Một người thì muốn bán coin ra tiền Việt, còn một người thì muốn dùng tiền Việt để mà mua coin. Đó thì hai người này sẽ là giao dịch với nhau. Còn trên Binance P2P thì đây là một cái nền tảng ở trên sàn. Họ sẽ cung cấp cho mình cái công cụ để mình giao dịch, và sàn sẽ là bên trung gian. Khi mà xảy ra cái sự cố trong cái quá trình giao dịch thì sàn sẽ là bên trung gian giải quyết cái vấn đề đó. Thì mình sẽ có những cái bước để mà bán coin ở trên P2P. Thì bước đầu tiên thì mình sẽ đặt lệnh bán ở trên Binance P2P. Bước 2 là mình sẽ chờ người mua chuyển tiền vào trong tài khoản ngân hàng của mình. Thông thường thì mình sẽ có khoảng 15 phút để mà mình chờ. Sau đó thì mình sẽ kiểm tra cái tài khoản của mình. Nếu mà đã nhận được tiền rồi thì lúc này thì mình sẽ nhấp vô là xác nhận cái giao dịch. Đó thì tới đó thì giao dịch đã thành công rồi. Trường hợp thứ hai, mình tại bước thứ hai mình chờ người mua chuyển tiền. Mà khi mà mình chờ lâu quá mà người mua không chuyển tiền cho mình á, hết thời gian quy định rồi. Đó thì mình sẽ tới về bước thứ tư là mình có cái thứ nhất là mình có thể liên hệ với người mua để mà mình nhắc họ giao dịch. Nếu không được thì mình có thể chọn bước thứ hai là mình sẽ khiếu nại về sang Binance. Lúc này thì mình sẽ nhắn với sang là mình đang giao dịch mà chưa nhận được tiền. Lúc này sang sẽ một là họ sẽ hủy cái giao dịch đó để mà mình thực hiện cái giao dịch khác, hoặc là sang sẽ yêu cầu cái người mua đó họ sẽ chuyển tiền vào trong cái tài khoản của mình. Đó thì đó là những cái bước cơ bản để mà mình giao dịch bán coin trên P2P của Binance. Thì cái bước tiếp theo là phần chuẩn bị. Thì anh em sẽ chuẩn bị cho mình một số thứ sau đây. Một là mình cần một cái tài khoản ở trên Binance. Thứ hai là mình xác minh danh tính KYC cái tài khoản của mình. Bước ba là mình cần một cái tài khoản ngân hàng để mà mình nhận tiền trong cái quá trình giao dịch. Ở đây thì anh em có thể dùng một số cái ngân hàng chính như là Vietcombank hoặc là ACB. Rồi cái thứ tư là mình lưu ý ở đây là mình cái tài khoản ngân hàng của mình nó phải trùng tên với cái giấy tờ khi mà mình KYC ở trên sàn Binance. Đó tức là mình không có được dùng cái tài khoản của người khác để mà mình giao dịch. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em giao dịch ở trên Binance P2P. Đầu tiên thì mình cần một cái tài khoản ở trên Binance. Thì đối với những anh em nào mà chưa có tài khoản ở trên Binance thì mình sẽ để một cái đường link đăng ký tài khoản ở trong phần mô tả của cái video này. Anh em nhập vào link, mình nhập thông tin và đăng ký cái tài khoản. Rồi sau đó thì mình sẽ đăng nhập và mình sẽ hoàn tất xác minh danh tính KYC tài khoản của mình. Ở đây thì mình sẽ chọn một trong cái hình người. Đây nó sẽ có cái phần tài khoản. Rồi anh em sẽ vô trong cái phần xác minh. Ở đây thì mình cần hoàn tất cái bước này. Đó thì mình sẽ làm theo những cái bước mà sàn họ đưa ra cho mình. Đó thì mình sẽ xác minh xong cái bước này. Rồi tiếp đến là mình sẽ vô trong cái phần thanh toán này. Ở đây thì mình sẽ thêm phương thức thanh toán, tức là mình thêm cái tài khoản ngân hàng của mình vào đây để mà mình giao dịch nhận tiền. Mình chọn thêm phương thức thanh toán, mình chọn chuyển khoản ngân hàng. Lúc này thì mình sẽ điền cái thông tin cái tài khoản của mình. Là như vậy là xong những cái bước chuẩn bị. Rồi quay lại. Tiếp đến là mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà đặt lệnh bán coin ở trên Binance P2P. Mình sẽ vô trong giao dịch này, chọn P2P. Đây là nơi mình sẽ đặt lệnh giao dịch ở trên P2P. Thì trước khi mình giao dịch thì mình sẽ tìm hiểu qua một vài cái thông số ở trong này. Đầu tiên thì mình sẽ có là những cái tab mua và bán. Tương ứng với khi mình muốn mua thì mình sẽ vô tab mua. Còn mình muốn bán thì mình sẽ vô trong cái tab là bán. Đó, mình muốn bán coin ra tiếng Việt đó. Rồi ở đây thì mình sẽ có những cái thông số như là mình sẽ thấy là danh sách những cái người đang đặt lệnh này. Đó thì sẽ có số lượng lệnh, rồi tỷ lệ hoàn tất, rồi phản hồi tích cực. Thì anh em chọn ra một trong số những cái thương nhân này để mà giao dịch bằng cách là mình sẽ tìm những cái thương nhân nào mà có ba cái thông số này càng lớn càng tốt. Đó. Rồi tiếp đến thì mình sẽ có đây là giá. Đây là giá đưa ra theo tiếng Việt. Đó, tức là mình muốn bán coin ra tiếng Việt thì mình sẽ lấy cái giá này. Sau đó mình nhân cái số lượng tiền lên. Đó, dù mình bán 1.000 USDT. Đó thì mình sẽ nhận là được là khoảng 26.142.000 Việt Nam đồng. Rồi tiếp đến mình có cái phần giới hạn, đây là cái số lượng cái tiền Việt mà mình có thể sử dụng để mà giao dịch. Ví dụ như là cái thương nhân Duy Long này đi. Đó thì nó sẽ giao dịch trong 500.000 cho tới 50 triệu. Đó thì nếu mình muốn giao dịch là trên 500.000 cho tới dưới 50 triệu thì mình sẽ chọn về giao dịch với người này. Ví dụ như mình muốn giao dịch với những người khác, ví dụ như đây là 20 triệu. Đó, thì trên 20 triệu thì mình sẽ giao dịch được với người này. Đó, đại khái ở đây là cái phần mà mình sẽ thấy được là mình sẽ giao dịch trong cái vùng tiền là bao nhiêu đó.
Rồi tiếp đến là cái phần thanh toán, sẽ hiển thị ra những cái phương thức thanh toán, đa số là phần chuyển khoản ngân hàng là chính. Rồi thì đó là những cái thông tin em cần quan tâm cho mình. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em giao dịch bảng coin ra tiền Việt. Ở đây thì mình sẽ chọn là bảng này, chọn USDT này, đó mình sẽ bán USDT. Rồi mình sẽ nhập cái số lượng tiền Việt muốn bán. Thì mình sẽ phải ước tính là ví dụ như mình bán 1.000 thì nó sẽ tương đương với khoảng 26 triệu, thì mình sẽ nhập vào đây 26 triệu. Thì nó sẽ chọn ra những cái thương nhân phù hợp với cái giới hạn của mình. Tiếp tục là mình sẽ chọn ở đây danh sách này. Trong này thì mình sẽ thấy đây sẽ có người này, VN P2P 38.000 lệnh và hoàn tất 100%. Thì mình sẽ chọn. Sau đó thì mình sẽ chọn vào trong là bảng USDT này. Ở đây anh em cần quan tâm cho mình cái điều khoản này. Nó sẽ có những cái điều khoản mình cần đọc kỹ và mình sẽ bắt buộc phải làm theo. Đó, ví dụ như là giao dịch tài khoản chính chủ này. Đó, nó sẽ có hai cái điều khoản này mình tuân theo thì mình sẽ tiếp tục giao dịch. Còn nếu không, nó không phù hợp với mình thì mình có thể chọn những người khác. Rồi lúc này thì mình sẽ chọn vào trong cái phần nạp thêm tiền. Mình sẽ cần chuyển tiền. Mình sẽ chuyển đến cái ví Fending. Đó, mình cần chuyển coin đến cái ví Fending thì mình mới giao dịch P2P được. Lúc này thì mình sẽ chọn nhập cái số lượng ở đây. Nó chọn xác nhận. Đó, khi mình chuyển tiền xong thì nó sẽ có cái số dư ở đây. Đó, lúc này thì mình mới tiếp tục giao dịch. Đó, thì mình sẽ nhập cái số lượng coin của mình vào đây. Rồi, thì mình sẽ chọn bảng USDT. Đó, thì ở đây thì mình sẽ có khoảng 15 phút để mình chờ người kia thanh toán cho mình. Đó, thì mình sẽ nhận được 26 triệu 134 ngàn. Đó, thì khi mà bên kia nó chuyển khoản cho mình thì nó sẽ thông báo cho mình biết ở đây. Thì lúc đó thì mình sẽ mở cái tài khoản ngân hàng của mình lên để mà mình kiểm tra xem đã có tiền hay là chưa. Rồi sau khi mà họ chuyển tiền thì ở đây thì mình sẽ thấy được cái thông báo là xác nhận. Rồi thì mình sẽ vô trong cái tài khoản ngân hàng của mình để mình kiểm tra cái số tiền này. Đó, xem thử mình đã nhận được chưa. Và đây là cái tài khoản của mình và mình đã nhận được tiền rồi, 26 triệu 134 rồi. Rồi quay trở lại ở đây thì mình sẽ chọn vô trong là cái phần là đã nhận được tiền. Đó, rồi thì như vậy là mình đã xong, như vậy là hoàn tất giao dịch xác nhận mở khóa. Mình phải tích vào ba cái này này. Sau đó xác nhận mở khóa. Rồi, điền cái thông tin bảo mật này là xong. Đây là cái mã 2FA của mình. Ở đây mà nếu như anh em nào mà chưa nhận được tiền ở trong tài khoản ngân hàng đó thì anh em sẽ có hai cách. Một là mình nhắc. Ví dụ như vô đây mình viết cái tin nhắn là giao dịch. Là ví dụ như giao dịch nhé, ví dụ mình viết là để họ biết được là mình đang giao dịch với họ. Trường hợp mà mình không liên lạc được luôn thì mình sẽ khiếu nại. Đó, thì đây nó sẽ có cái nút ở đây để mà mình khiếu nại về sang, thì sang sẽ yêu cầu bên kia cung cấp bằng chứng là họ đã chuyển tiền. Ví dụ như trong một số cái trường hợp là tại vì tài khoản, hai cái tài khoản của hai ngân hàng khác nhau và đang bị sự cố đó thì nó sẽ chuyển tiền, nó sẽ chậm. Vì vậy thì mình cần chờ thêm. Thì bên kia nếu mà đã có chuyển khoản thì nó sẽ có biên lai like, thì mình sẽ chờ. Còn nếu trường hợp họ không chuyển thì sang sẽ yêu cầu họ chuyển tiền, còn nếu không thì nó sẽ hủy đặt một lần mới. Đó, anh em tuyệt đối nếu như mà chưa nhận được tiền rồi thì mình không có nhấp vào cái nút là đã nhận được tiền. Đó, mình đừng có nhấp vào cái nút đó mà mình cần khiếu nại về sang trước khi mà mình làm cái hành động tiếp theo. Đó, trước khi mà mình nhận được tiền rồi thì mình đừng có nhấp vào cái nút là đã nhận tiền. Đó, kiểu không thôi là mình sẽ bị mất tiền. Đó, tại vì mình chưa nhận được tiền mà mình nhấp vào cái nút là đã nhận tiền thì mình sẽ bị mất tiền thôi. Đó thì mình cần khiếu nại về sang nếu như mình gặp cái trường hợp là bên kia họ chưa chuyển tiền cho mình. Rồi thì đây cũng là cái video để hướng dẫn anh em cách để mà bán đồng USDT ra tiền Việt. Thì xin cảm ơn anh em đã dành thời gian để mà xem cái video này của mình.